Nghe gửi cho Sử là một túi quà này, một túi thì tí nữa anh cầm xuống cho ông, lấy một túi đi, lấy một túi thôi. Đấy. Túi này thì là 5 cân. Móng này thì là thấy nhiều đúng không? À. Con cảm ơn con người đã gửi con quà này cho con ạ. Đây là đi đâu? Nấu cám lợn, cám liếc này làm xong thì cũng không có dọn dẹp gì cả. Tất cả mọi cái ở trong nhà thì đều là mua sắm, chọn rất là chi li và tỉ mỉ, từng là chút một. Canh thì không biết là để từ bao giờ đây. Thôi thì... À, muốn tập thuốc bắt cạt nào? Và sao? Không biết đâu, tối nay là gì? Một trời đốt đi cùng nữa à? Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh nhà bán em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một phần quà là của cô Nguyệt. Có gửi cho cháu Lực là một bao tải quần áo. Ở trong này thì là gồm là quần áo này, thêm là bánh kẹo này, với lại thêm là dép nữa. Và ở đây thêm là có 5 cái thùng xốp rất là lớn của bác ạ. Đâu đó là tầm độ là ít nhất phải tầm độ 100 cân chỗ này của bác. Ở trong này thì là cháu Lực nhìn thấy là có tép của bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bóc ra để mà xem một chút rồi của bác ạ. Và ở đây thì là cô có gửi cho cháu là để mà cho những cái hoàn cảnh cháu Lực đang đi chia sẻ. Và thêm là một số các chú thợ xây cô bác ạ. Và hôm nay cháu Lực muốn ghi hình lên thì đã thông báo cho các bác là cháu Lực đã nhận được một cái phần quà của cô Huyền Thí. Trong này thì là cháu Lực nhìn thấy là gồm tất cả 5 thùng là gồm tép hết cả cô bác ạ. Đấy, 5 thùng tép. Có những người thì sẽ được là 1 cân, còn có người thì sẽ được là 5 lạng cô bác nhá. Đấy, đi đến những hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ gửi và ghi hình tới là những cái hoàn cảnh đó. Và qua cái video này thì cũng xin cảm ơn tới cô Nguyệt đã gửi những cái phần quà rất là lớn dành tặng to cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Thì cũng xin thay mặt là tất cả những hoàn cảnh số phận là mồ côi này cũng như là nghèo khổ gửi một lời cảm ơn tới cô. Chúc cô cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bóc ra là chia ra thành là 2 túi rồi các bác. Túi này là túi 5 lạng thì sẽ gửi cho là ông. Túi này là gửi cho Sử này, còn túi này là gửi cho ông. Thì một tí nữa cháu Lực cũng lên có công việc các bác, lên trên làng Mông thì cháu Lực sẽ ghé qua và gửi hai cái phần quà tới cho hai anh em Hải Sử một côi và thêm là ông nữa. Thế cô gửi hàng thì phải nói là gửi rất là kỹ các bác ạ, bọc bằng cái thùng xốp để cho không, tránh không cho nó bị hỏng. Cái hàng này thì nó rất là nhanh hỏng của bác hàng này ấy. Đấy, còn là bây giờ thì xin mời là các bác cùng theo dõi hết video của bác nhé. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã di chuyển là từ dưới trọ của cháu Lực là lên trên nhà gần nhà của ba ông cháu rồi cô bác ạ. Và hôm nay lên thì là ở như đầu video các bác, cháu Lực cũng đã nói rồi đấy là hôm nay nhận được một cái phần quà là từ của cô Nguyệt là gửi tới cho những hoàn cảnh ấy, là chia ra là mỗi người là một ít một ít. Có những hoàn cảnh nào mà đông người hơn thì sẽ được nhiều hơn, còn hoàn cảnh nào mà ít người thì sẽ được ít hơn cô bác. Không biết là thời tiết ở dưới chú các bác thì như thế nào rồi, nhưng mà thời tiết ở trên cháu Lực là hiện tại là xe lạnh một chút rồi đấy cô bác ạ. Phải nói là ở trên vùng cao này lạnh thì đi đâu cũng
rất là vất vả các bác ạ. Đặc biệt là đối với lại bà con thì đang làm những cái công việc mà chân tay nữa. Mùa đông thì cũng như mùa hè, cái công việc hàng ngày thì vẫn phải làm. Chỉ mỗi là gọi là không đi làm ruộng ra ngoài, không đi làm ruộng thôi. Mùa đông thì trên bản là không ai làm ruộng cả. Đi lấy cỏ, đi lấy củi này. Hay đi xuống thì có một cái đồi, cái rừng măng nứa nhìn trong rất là thơ mộng của bác ạ. Thơ mộng nhưng mà ở dưới kia lại mọc cái ngôi nhà vệ sinh rồi. Ở nhà của hai anh em thì ở đây thì nói cũng chia sẻ luôn với các bác là một chút thôi. Thì như các em thì có máy phát cỏ đấy, cho nên là đằng sau nhà này không có nên là để rậm rạp như thế đâu. Trước thì cháu Lực là hay lên thì cùng em phát thì mới phát, còn không phát thì là lại không phát rồi. Đây thì có vẻ như là những cái cây mận này các bác này hầu như là thời gian này bị chết hết rồi. Ở nhà em Quân thì cũng bị chết mà. Nhà của Sử thì nhìn thấy cây này là cũng bị chết mất rồi. Cái này là cái cỏ nó còn có dại, còn là cao hơn cả cái cây nữa rồi. Không biết là có cây nào là còn sống không ấy. Trước nhớ không lầm là có trồng là mười mấy cây các bác à. Cây dưới này thì còn sống đấy các bác này. Cây dưới này thì còn vẫn còn lá một chút nhưng mà thấy là hơi hẹo hẹo rồi. À, trên này thì cũng có thêm một cây nữa này. Cây này thì lá vẫn còn là rất là tươi tốt. Tươi tốt, không bị vấn đề gì cả. Đây thì xuống đây không biết là gặp các em ở nhà không đấy. Cái tép này thì để mà nấu với lại là canh rau cải này cũng hợp này các bác này. Canh rau cải hoặc là rang lên đấy. Ở nhà thì được cái là cũng biết trồng một cái vườn là rau cải này để mà ăn nữa, không phải đi ra ngoài là mua rau, tự đi mua thịt về thôi. Này thì không biết là liệu là còn lấy xe được nữa không ấy. Có những hố mà sâu phải nói là độ 50 phân các bác ạ. Đây giả phía bên này nữa này, cỏ này. Đang làm gì ấy Sử? Ăn trâu á? Đây anh gửi cho Sử là một túi quà này, một túi thì tí nữa anh cầm xuống cho ông, lấy một túi đi, lấy một túi thôi. Đấy. Túi này thì là 5 cân. Móng này thì là thấy nhiều đúng không? À, trâu ở để dưới này à? Thế này dự định là bao giờ mới làm chuồng trâu đây? Không biết ạ. Không biết á, nếu mà làm chuồng trâu thì làm ở đâu? Có chỗ làm. Ra phía bên này không đào được à? Thế này này. Bên này thì có đường nhà, chú nữa. Không làm ở dưới kia không được à? Chặt cái bụi tre này đi một tí này. Rồi tít nữa cái thửa dưới kia làm xa xa một tí trồng trâu ấy. Hải thì đi học rồi à? Vâng. Ông thì có ở nhà không? Có. Có ở đúng không? Vâng. Hôm nay thì có một phần quà là nhỏ nhỏ là của cô Nguyệt. Thế thì Sử gửi một lời cảm ơn tới cô Nguyệt nhé. Con cảm ơn cô Nguyệt đã gửi phần quà này cho con ạ. Cái này thì để mà rang lên cũng được, xong là để nấu canh rau cải ấy. Anh thấy là nhà các em có một cái vườn rau cải rất là đẹp đúng không? Vâng. Nấu canh rau cải cũng được này. Phía trên này thì là bị mưa rồi là Sử. Vâng. Cái này thì này là không phải là gọi là bị mưa dột đâu các bác ạ. Mưa là nó bị hát vào trong ấy. Trước kia nếu mà thiết kế là dùng thêm mua thêm vài tấm để mà bịt lại thì nó sẽ không có bị như này cả. Này là mưa, này là lúc có mưa là nó ướt ra củi kia hết à? Thành ra là mới lấy cái này phủ đúng không? Hôm nay vợ có ở nhà không? Vợ đi lấy công hay là làm gì rồi? Cũng lâu lắm rồi không có gặp là em Sử rồi các bác. Mấy cây này thì liệu còn được không mấy cây này Sử? Mấy cây này thì những cái phần này các bác này nó rỉ ấy, cho nên là nó nhìn trông nó rất là cũ, nhưng mà về cái máy móc của công kia thì nó rất là sạch sẽ. Cái này là cái gì đấy Sử? Thuốc á? Cái thuốc này thuốc gì đấy? Không biết ạ. Không biết đâu. Dạ.
Này là ai lấy về? À, cũng vừa lấy về à? Thuốc này nhìn trong nó dế, nó nhìn trong như kiểu nhân sâm ấy nhỉ? Như kiểu nhân sâm ấy các bác ạ. Thôi xử vào nhà đi, anh em đi xuống cái nhà của ông một tí nhé. Cái túi này là túi gì đây xử? À, lông gà đúng không? Cái sỏi này đây, cái mục, cái cây này nó bị mục rồi à, em dùng lại cái tấm ván khác để mà làm cho nó không bị văng ra ngoài đi. Đây, quét quét gọn một tí, sau này như em làm trồng trâu đấy còn vẫn dùng được cái sỏi này để mà mình giải nền đấy. Đấy, nếu sau này em làm ấy. Lợn thì ôi lợn này đúng là ba con đúng là siêu to luôn các bác, nhìn con nào con đấy thì cũng mập mạp cả. Trong chuồng lợn thì là hơi bẩn cho nên là không, cái con bé bé tí tí kia bây giờ lớn được mày là xử rồi. Trước cái con bé bé ở dưới đây các bác này ra là có độ tầm là 1 đến 2 cân thôi mà bây giờ lên đến tận độ chắc tầm 15 cân rồi. Hai con kia thì chắc là mỗi con được tầm độ 50 cân gì đấy. Cái phần đất ở đây thì trước cũng bảo là hai anh em là đi lấy cỏ về trồng. À có một có những cây này, cây cây này. Có cây một cây của mình, cây này thì là có lực với lại Hải trồng, còn là những cái búi to thì là trước là ông trồng thôi. Từ cái lúc mà chưa làm nhà đấy là ông đi có đi lấy cây nó về cắm, thế là bây giờ lại lên to rồi. Sở thì có vẻ như là đi đang đi xem trâu nha không ạ. Và nói chung là lên trên nhà các em thì lên hôm nào thì chỉ biết hôm đấy thôi, cũng không có nhắc lại những cái chuyện là hôm trước hay là hôm sau gì nữa. Đi mấy hôm nay không đi cắt cỏ được à? Phải bỏ ra một hai thửa để trồng nó chứ. Trên này này, những cái trên này để trồng cỏ này. Trên này nếu mà để trồng cỏ voi thì cực kỳ là tốt rồi. Hải không ở thì là ở nhà đi chăn trâu ấy nhỉ. Này mà thật thà này mà không để ý là một tí là nó chơi đi tầm một thửa ruộng thì đúng là hết thóc luôn. Đây thì có một cái nguồn nước mà từ trước rồi các bác ạ, phải nói là cái nguồn này nguồn nước này rất là dồi dào này. Ở nhà mà có cái nguồn nước này thì là đúng là làm ao cá thì là tuyệt vời. Bên kia cũng có này, bên kia là cái nguồn là nước chính ở gần cái cây chuối rừng này. Cho xử chăn trâu thì có lực là đi xuống cái nhà ông một chút đã cô bác. Tiện qua là cầm quà cho hai em Hải xử với lại là ông luôn. Ông thì hiện tại là lựa chọn một cái cuộc sống là ở một mình là dưới này rồi cô bác. Đấy. Nhưng mà không ai mong muốn cả. Có thể là cái ngôi nhà này đối với ông thì nó là không biết là bao nhiêu cái kỷ niệm rồi. Và đặc biệt là ngôi nhà này là trước là còn có ông với lại cả bà nữa. Ui. Cái này mà mưa này. Chỗ này là chắc là cũng mưa lớn lắm đấy các bác. Nhìn thấy là chảy ra đây là đã thành như kiểu một cái khe suối luôn. Rồi, vào thì thấy là ông đóng cửa rồi các bác ơi, không biết là ông đi đâu rồi. À, có vẻ là thấy là ông đang thái cỏ các bác ạ. Đang chém nhà chứ? Ừ. Ồ, áo mà ta chém vào nó. Nó bị áo mà ta chém với một con chém vào nó. Đấy, còn bật thú xuống là thái cỏ hộ nữa, chứ không là một mình ông là
À, một tay là cầm vào, một tay là thái đấy các bác. Mỗi buổi sáng là dậy ra là thái một cái đống cỏ này là cũng là một cái bài tập thể dục rồi đấy. Cái dao thái cỏ này cũng rất là nguy hiểm của bác ạ. Đấy, ông này tóc là hầu như là bạc trắng xoáy rồi của bác ạ, ông ơi. Đấy, nhưng mà ông thì vẫn còn là rất là khỏe của bác nhé. Về cái vấn đề mà xử hai anh em là tự lấy trâu đi để chỗ khác đấy các bác, thì ở video trước thì ông cũng đã chia sẻ với cháu Lực rằng là ông nói rằng là cho hai anh em cho em xử là ở nhà ấy, hai vợ chồng ấy là lấy cỏ cùng ấy, nhưng mà không thấy em xử lấy cho nên là em xử lấy trâu lên trên nhà mới là mà để thôi. Đang nghe gì em à? Thì tắc thì mày bắt được một con châu chấu. Con châu chấu này là cái răng của nó rất là sắc cô bác ạ. Có cái gì này à? Có rồi đấy à, thế là ông bảo là đem đi nướng ăn cô bác ạ. Này Văn chuẩn bị tôi hóc Trang mặc mặc bê tông mặc cái nỏ mà cá cá nỏ đấy. Bên kia thì có một chút cây quả su su của bác ạ. Đây bảo ông là chuẩn bị là chắc là phải làm cái dàn cho su su nó leo lên thì nó mới có quả được. Ra đây thì thấy là ông cũng trồng lên này. Ôi này dê đắm phát nào nổ áo nổ nè à. Ê, Ô đang phái. ôi rồi cái ông ở nhà là này bộ tóc dê đắm á, Ê. dê dê thứ nổ Ê, đáng kia. bộ lý đâu và thì vai thứ nè à. Ủa thế, thế như bơm bạch. Ồ Khóc kia. ôi rồi thế là cả cái thửa này này có bác này là ông dùng cuốc, dùng cái cuốc để mà ông cuốc lên thôi, không phải dùng trâu để cày đâu đấy có bác. Cái này là cuốc chỗ này chắc là cũng rơi vào đâu đó tầm độ là một buổi sáng này. Đấy, vừa mới trồng xong là gặp mưa thì tốt. Đây là ông tỉa mấy cây hôm nọ là ông làm cỏ dưới kia lên các bác ạ. Chỗ này là hộ ông là lấy cỏ cho trâu à. Làng nào xác định hòn khâu bà? Hả? À, xác định hòn khâu bà? Khâu bụi mẹ. Hôm đây nữa. Ừ. Vừa hỏi là nhà chú là sắp được gạt chưa? Thằng chú hả? Chưa được đâu cô bác. Còn nhà ông thì phía bên kia là chắc là đâu đó tầm độ rơi tầm độ cả tuần nữa. Ông là củi là chắt đầy nhà này, củi đây. Đây. Mùa đông này thì phải là lạnh lạnh này là đối với lại là bà con ở trên bản đấy các bác ạ, phải lấy củi để mà dự trữ ở dưới nhà cháu Lực cũng thế thôi. Trước vào cái mùa hè ấy, là đi vào cây vào rừng để mà chặt lấy củi về dự trữ. Ông ấy đang đun được cái bếp để mà sưởi ấm thôi. À này mất điện rồi chưa nổ. Thế là ở trên này là mất điện của bác ạ, mất mất là chỉ ván này gì. Làm kiếm bạc rồi. Ồ, ván thứ 7 mất điện á. Ồ, ván ván thứ hai à? Cái bóng điện này điều khiển với sao vậy? Hả? Bóng điện này điều khiển với sao vậy? Cái là À, đèn năng lượng mặt trời này điều khiển với sao lán tiêm à? Với sao vậy? Cái gì à? À, đang hỏi ông là cái
điều khiển cái bóng điện này đâu và bật lên cho nó sáng một chút của bác. Dây chẳng hạn có bật chứ mê. Ông đến buổi tối thì ông mới bật các bác này, bật thì nó mới sáng một chút chứ không là tối quá. À, tôm thật tí tép hơi dày yếu, tí tôm tí cùng nữa. Này thì là nếu mà theo tiếng Mông thì cho nó không biết nói, chỉ biết là nói tiếng Nùng thôi các bác ạ. Ảo, ảo biếng mà ảo ơi. Lấy ảo tên rồi, lấy ảo tên đấy. Này, bác này là bác bố của Ca nhà bác nhỉ? Bố của Ca nọ. Đây là bố của Ca với của Thắng, mấy người bạn của Sử đấy các bác. Thắng là lấy vợ rồi, Ca Ca đừng bố ra rồi đó. Thế là ở khu này là em Vân thì lấy vợ xong lại bỏ vợ rồi. Bảo là vợ lười quá là bỏ. Còn em Mìn này, em Thắng này, em Sử này. Ui, đội thanh niên này lấy vợ nhiều lắm đấy cô bác ạ. Ông thì món thuốc nào này là không bỏ được cô bác. Gắn liền với ông là đâu đó là tầm độ nửa đời người thôi cô bác. Bà đã chín tâm chi bà đã chê. Chị làm bà cho ý. Ồ, xin lấy bà trước đây sao? Thế là một lần là phải làm là nhiều bi cô bác thì mới bỏ được. Sư đâu mà khai mũ hay gì? Tông hãy thử lại. Ồ. Chẳng có chứ, chẳng có chứ là sống xế dụ. Ồ, sống tiếp chẳng? Ừ. Lên đỉnh khai cắn cờ đấy. Đã cắn chá xế khai này thì cũng chứ hơi chẳng. Ồ, lên, lên sửa một khai lần đấy. Ừ. À. Ấy, ho rồi đấy. Cũng có một số bình luận là các bác nói về ông ấy, các bác bảo là uống rượu về xong như thế này như thế nọ ấy, thì ai mà ở cùng được ấy. Thì ông thì thật sự ra là đi ra ngoài thì có thể là gặp các bác bạn bè của ông là uống một hai chén hay là uống, có thể uống đến say đấy, nhưng mà về đến nhà thì như các bác nhìn thấy được, nếu mà như mà thấy là trâu lợn bà lợn gà mà nó đói thì ông ấy chả nói à. Ở nhà không làm gì ấy. Này mi giáo gửi tí tép hơi dẻo. Này dẻo và hôm nay phát ra và ở đây dẻo nó phát à? Ở và chọn với nhám ta thuốc phát cạt nè. Ở và sao? Không biết đâu, tuần này gì? Một trời tốt đi cùng nữa, khó nói à? Đi cùng ý nữa. Ừ, đi năm, đi dù đi hai nè. Cái gì lên nát cái này. Ừ. Đang hỏi ông bảo là ông có biết tiếng Mông không? Tiếng Mông thì là nói như nào? Thì ông bảo là không có biết cô bác ạ. Con này ấy, chưa nhìn thấy bao giờ mà làm sao mà biết được. Đấy, ông thì rất là mừng, rất là vui khi mà nhận được cái phần quà giúp cho ông, và những cái bữa ăn của ông thì sẽ có thêm là những cái gia vị của bữa cơm. Này dè, ông biết, ông xỉu xỉu, ông xỉu chứ nó. Lên lạc xỉu mày cả ấy. Hơ, to dù phải đặt đặt đều và chỏng đi đặt đặt xuống đều ông à. Dù dù sợ đấy mà. Ừ. Cứ mới chính ngồi tốt rồi dè đó. Ừ. Bảo nữa, bảo ông là mì chính, mắm muối là không để nữa, để mắm muối mì chính là còn là ấy đấy không ạ. Sự liếc khai mũ lại ở bên bôi bôi nì ra cái thứ ở trên mà bôi nì à, vừa xử ba trên lại. Thế là vừa rồi cháu được hỏi đấy các bác, ông nói rằng là Sử là định bán lợn đấy, vì cái mục đích là
lấy vợ, mới bán lợn đi để lấy vợ đây, chịu thật. Người ta giả có tầm độ là 60.000 một cái, một cân thôi, nhưng một cân còn chưa mổ đấy. Có xin bóc một dân răng à đấy. Lại xoay mà răng. Ờ, thế là hôm nọ là cũng có người mà lên tận trên này để mà xem rồi không á. Bây giờ lên chứ hai cảm xúc xí này. Ồ. Lên thì mấy người ta mới giả là có cân 60 mấy nghìn rồi có bác. Lợn vào cái thời điểm này thì là cao nhất thì tầm độ đã 70.000 thôi. Nhưng mà chưa mổ bác nhé. Nếu mà mổ rồi thì lại khác. Mổ rồi thì lại cân 100 mấy. Vậy là tin cả một xíu nữa mà chỉ là gì? Ừ, cái xíu mà chuyện là đúng Ồ. rồi. Xíu như chuyện rồi chị phát lên thôi. Ồ. Ôi, tôi cho ông hốc Ừ. thở nổ. Ở dưới không biết là bây giờ các bác nhìn thấy sao các bác, nhưng mà ở dưới sàn nhà của ông là đợt trước mà lên thì phải nói là có rất là nhiều những cái chai nhựa này, hoặc là những cái vỏ mì tôm này rất là nhiều, nhưng mà hôm nay lên thì thấy ông dọn dẹp là sạch sẽ rồi. Ở trên mỗi tội là trên giường của ông thì chăn mạt này sáng là ông dậy ra thì không thấy gấp cả. Đó là một cái thói quen là từ trước rồi, không bao giờ sửa được các bác. Kể cả lên trên nhà của hai anh em hải sử cũng thế thôi, bảo là gấp chăn màn này, này kia, sáng dậy ra không bao giờ gấp đâu các bác. Ông là đang nướng cái con cào cào mà vừa rồi ông bắt đây cô bác này. Đây, đây chắc là chưa đủ để dính răng quá. Ở dưới sàn nhà của ông dọn này các bác này, dọn như thế này thì cũng để tránh một phần là rắn rết, chứ không là có rắn nhiều á. Dè một xíu tơ chó chẳng ham tình ngu với mặt rắn đi không gắn đâu mà đã. Và ông bảo là nếu mà không có dọn dẹp với là buổi tối là không cẩn thận là rắn lên ngủ là còn là không biết đâu các bác. Trước kia mà chưa làm nhà thì đến cái lúc mà mùa đông như này có bác này, ba ông cháu còn là quây quần mà ngồi đây không khí nó còn vui hơn một chút. Cái nửa mày mày dễ nửa mày mà bảo ông là con cào cào của ông là sắp đây có bác nướng là còn chưa chín mấy ấy. Vừa rồi thì bảo ông bảo là tiền ông nọ là đưa cho ông không đi mua thức ăn về ăn à, bảo là ông bảo là mua về một ít thôi. Ông thì khi mà có đồng tiền vào bác thì rất là tiết kiệm để những lúc mà bị đau ốm này còn có tiền để mà đi đi ra viện ra trạm hay là nhờ người ta mua đồ đạc gì. Có vẻ như là nướng này thơm sao ấy? Thấy mèo là kêu đấy. Hôm nay nó dê nổ. Đi ra ra ngoài mà bắt được những con châu chấu này về là ông cũng để rang lên ăn rồi để nướng lên ăn đấy cô bác. Này, có lẽ là bây giờ chắc là cháu Lực cũng xin được là đi về thôi bác ha. Tạt qua một chút thôi, gửi cái phần quà của cô Nguyệt với lại là ghi hình lại xem là hôm nay ông ở nhà là làm những công việc gì và thăm hỏi ông một chút thôi. Làm béo đấy chứ Được à? phải. À, làm béo à? Ừ, phải. Ra phía bên ngoài thì là một cái không khí mà se lạnh buốt luôn của bác đang tự dưng ngồi trong trong nhà đang ấm ấm. Với nhà của ông thì hiện tại là những cái phần quà của các bác là Mạnh Thường Quân là cũng chỉ còn là một cái bóng đèn năng lượng mặt trời, lại thêm là một cái tách này thôi. Còn những cái đồ đạc thì đã chuyển lên trên nhà mới là hết rồi.
Ủa chỗ này sâu trước có trước ra mà còn chưa sâu thế này đấy các bác, mà bây giờ ấy là đã sâu quá rồi, nó sâu được tầm 1 mét rồi. Vừa rồi thì lúc xuống thì thấy là em Sử là em đang chăn trâu ở đây quá, không biết là giờ em mới đuổi trâu đi đâu chăn trâu. Cũng không phải là gọi là chê trách hay chê bai gì cả, nhưng mà đáng lẽ ra là các em thì còn trẻ đi ra ngoài xin những cái giống cỏ này về để mà trồng vào những cái thửa ruộng này các bác này, những cái thửa nương này thì là không thấy trồng gì cả, cho thấy là mọc cỏ thôi, xong là đi lên trên rừng cắt những cỏ dại cỏ dúi về. Thế cũng mong muốn rằng là các em là gặp được một bác mạnh thường quân nào đấy bảo ban được các em để cho các em là sau này còn có thêm những cái trải nghiệm để mà làm những cái cục gạch này, mà trước cục đá này trước là đào nhà đấy các bác, là ông xếp lại. Cái phần ở dưới này là toàn phần là đất mượn thôi, cái gạch như này là toàn bộ là ông xếp này. Ôi rồi ra cái chỗ bên này thì đây sao cháu Lực nhìn thấy là sao lại có đá rơi xuống đây này, hóa ra là bị sạt xuống ấy. Ở dưới này thì không bị ảnh hưởng gì đâu các bác nhé, không bị ảnh hưởng gì đâu, mới là cái chỗ ở trên này này, trên này là trước là nó là cái phần là đất mượn đấy, bây giờ thì đến cái đất cứng của nó rồi, nó bị sạt là tạo thành một cái hùm đấy. Vậy ở nhà thì sức khỏe thì có này, không chịu làm lại này. Vậy lên là cháu Lực gặp thấy thì mới bị như thế này. Ôi này thì sẽ bảo em là ấy lại. Còn là những cái chỗ này là những cái toàn bộ cái gạch này các bác này là ông lên ông xếp chứ. Đào nhà là đào đến đâu là ông xếp đến đấy. Mới là Sử có ở nhà không để cho Sử là đi đổi công về để mà làm đấy chứ. Cái đất cứng của nó là đất cứng của nhà các bác này, nó chỉ nằm đến tận đến đây thôi đấy, nhưng mà trước là cháu Lực là vẫn lựa chọn là đổ đi hết. Sư ơi hiện tại là cái chỗ này này các bác này, cái chỗ này là bây giờ nó đang bị trúng xuống đấy, đã bị trúng xuống là vẫn còn để đồ để đạc ở đây nữa. Thế là sửa chân trâu ở tận đâu đây, những cái túi bóng này vứt đúng tá lung tung. Trước kia có dặn là dùng xong là phải vứt đi một chỗ, mà bây giờ cảm thấy như chỗ này như là một cái hố rác này. Nói rất là nhiều rồi nhưng mà các em có chịu nghe đâu các bác, biết làm nào được. Quần áo này bảo là đi kiếm cây về để mà làm xà ở đây, đâu cần nhất thiết là phải là phải mua sắt về để mà hàn đâu. Những cái cây, những cái que mà cây nhỏ nhỏ rừng vào kia, lấy về đây để mà buộc xong là phơi quần áo lên, không chịu phơi. Những cái túi mà các bác là gửi cho rất là đắt này. Tí thì cháu Lực sẽ bảo với em sửa sau vậy các bác ạ. Thực sự ra thì khi mà nhìn thấy cái ngôi nhà như thế thì cháu Lực không nói thì các bác lại là nói cháu Lực là vô trách nhiệm với ngôi nhà. Đấy, nếu mà như em Sử là còn nhỏ đấy thì là có thể là cháu Lực lại
là làm cái khác, nhưng mà ở đây là em mới lớn rồi, sức khỏe em mới còn khỏe hơn cả thảo lực nữa cơ mà các bác. Cái kia thì hiện tại là đang bị sạt xuống, bị ngồi xuống này. Cái này thì không biết là bị lâu chưa, nhưng mà thấy là mấy cái tảng đá dưới kia là lăn xuống là cũng mọc rêu đâu đó, là chắc ít nhất là phải được hơn tháng rồi. Những cái cây này thì có gai rất là nhiều này. Trước thì cháu Lực bảo là những cái chỗ ở bên này này cô bác này, những cây cỏ ấy, là để nó cao lên tầm 1 mét xong là cắt để mà làm cái hàng rào, thì mình chỉ dọn cỏ này thôi, nhưng mà cắt đến tận gốc rồi. Nhà cửa kính này không chịu là lau dọn, ở trong nhà thì không biết là vào được không. Biết là đi đâu. Nấu cám lợn, cám liếc này làm xong thì cũng không có dọn dẹp gì cả. Tất cả mọi cái ở trong nhà thì đều là mua sắm, chọn rất là chi li và tỉ mỉ từng chút một. Canh thì không biết là để từ bao giờ đây. Thôi thì các em thích sống kiểu phong cách thế thì không biết làm nào được cô bác. Nói thì là nói nhiều quá. Mà không nói thì khi mà mỗi lần lên thì thấy là các em sống như vậy thì khá là buồn. Nhưng các em không có tự giác, tự ý thức một chút nào cả. Lên thì cháu Lực lên đây thì cũng có phải là ít thời gian đâu cô bác, còn đã gần 5 giờ rồi. Này có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác ạ. Cháu Lực cũng còn phải là bận thêm cái công việc của cháu Lực nữa, không phải là ở trên nhà của mỗi mình em xử cả. Dưới kia thì hiện tại là ngôi nhà của hai ông cháu thì cũng đã đang hoàn thiện là gần hết rồi. Cháu Lực cũng đang đặt cửa là lên để cho mấy anh em thợ cơ khí là lắp. Đấy, và xin được cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của bác nhé, và hẹn gặp lại các quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo ở trên kênh bản em, và xin chào các bác.